Ok, chào tất cả anh em nha. Hôm nay có con máy phát điện Yanma 15 kg, rất chi là đẹp luôn. Hôm nay lúa mới tậu về 15 kW là 20k. Đây nè, số đây 15 kW. Đây, bên đây nó có cái thông số nè. Anh em cứ việc cần thì cứ việc liên hệ nha. Mình sẽ quay cái thông số trên đây luôn cho anh em coi. Anh em cứ việc coi đi ha. Đó, thấy dưới cứ dịp liên hệ. Máy cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em chụp màn hình lại ra coi nó ghi cái gì nha. Con này chỉ có thiếu cái thùng thôi. Vậy mình để lại cái thùng, ấp vô. Máy đẹp gì đâu luôn nè. Đó, đây là gì, cái màu đen, màu đen này là màu đen của cái sân zin của máy luôn á. Nhìn thấy đen đen vậy thôi nhưng mà nó còn rất là mới đó. Ở máy này mình nhìn mình còn ghiền đây mà. Đó, đây có ghi chú ý nè, chú ý hình như nóng hay gì vậy. Đúng rồi, máy nóng nè, hot engine nè. Thấy không? Đó, đây có cái hộp số của nó bên đây ha. Con này là xài cái động cơ là 4TN84 nha. Đó. Yanma 4TN84. Rất là đẹp luôn. Rồi cho anh em coi một vòng đi, cho anh em thấy được con máy như thế nào để anh em đánh giá con máy nghe. Con này thì bao anh em xài luôn nha. Nó 15 kg là xài tẹt ga luôn. Tẹt phải lạnh luôn. Thấy không? Chạy nhiệt còn rất là đẹp luôn. Dynamo nè, còn có tem luôn nè, còn rất là đẹp luôn ha. Cánh quạt ở trong thì còn rất là mới, xịn sò luôn nha. Đề bao chất luôn. Anh thấy lúa đề nhiều lắm. Đề đâu là? Cần bao nhiêu đề thì cũng có hết trơn. Còn rất là sáng luôn, rất là đã. Về mình lắp cái thùng vô nữa thì là bao ngon luôn nha. Có cái thùng vô nữa thì nhìn nó đã lắm, đẹp lắm. Đóng cái thùng vô nữa, không phải để trần gì cũng được. Có cái kho để vô xài bao phê luôn. Rồi, anh em có nhu cầu cứ việc liên hệ nha. Số điện thoại mình để trực tiếp ở trên phần tiêu đề. Cứ việc alo cái là gặp anh Hai Lúa nha. Anh Hai Lúa đại gia đây. Gia không ạ? Gia bọc xương ha. Gia bọc xương. Đó, rồi, cơ bản là vậy nha.